Em Toàn xin chào anh chị em nhé. Thì cả nhà cũng hay thắc mắc là cái gỗ gió bầu này, sau khi mình lấy cái phần trầm của nó ra đó, thì còn cái xác trắng này á, thì mình sẽ làm cái gì được. Thì bên em Toàn thì cái phần gỗ gió trắng, đây là cái phần sau khi mình làm ra, mình lấy trầm ra, nó còn những cái phôi gió như thế này, thì em Toàn sẽ tận dụng mình làm thành những cái cán. Đây cả nhà nha, em Toàn sẽ tận dụng làm những cái cán của những cây sủi trầm, những cây sủi trầm như thế này. Thì mình sẽ tận dụng nó làm cán. Ở chỗ là cái cán này á, là gỗ gió bầu thì nó đặc trưng của nó là xốp nhẹ nhưng mà lại rất dai. Nó dai cho nên là mình làm cán nó rất là chắc và cầm nó nhẹ tay lắm, mình làm cả ngày. Vì sủi trầm thì nó sẽ không có mỏi tay đó, và nó bền lâu lắm cả nhà nha. Thì ở đây em Toàn đang xẻ ra những cái phôi gỗ vuông để sau đó mình sẽ tiện tròn nó để làm thành những cái cán sủi. Thì bên này em Toàn cũng đang làm ra này, đấy cả nhà xem rất là nhiều luôn, em Toàn làm rất nhiều cán đây, đây cả nhà. Em Toàn cắt một lúc là được rất là nhiều, thì sau khi đó mình sẽ tra thành những cái cán đây đó, mình sẽ làm thành những cái cán sủi, cán đẩy, cán cào, vấm tỉa trầm đó cả nhà nhé. Thì bên em Toàn thì cái đây em Toàn tận dụng để mà làm thành các cái sản phẩm. Nói chung mỗi một cái phần trên cây gió này nó đều rất là quý, thì mình sẽ tận dụng tối đa nó luôn. Còn các cái phần sau mình khai thác trầm là nó sẽ ra những cái cục đấy. Phần đây là phần trầm này, nằm ở trên ngọn, thì khi mình lấy trầm rồi thì nó sẽ ra cái phôi. Mình sẽ làm các cái dụng cụ để mình tỉa trầm như cả nhà nha. Và đây là những cây miếng trầm đã được làm sạch này đó, đây là những miếng trầm đã được làm sạch, dầu rất đẹp cả nhà nha. Đó, đây là những miếng trầm làm sạch đó, đây cả nhà này, những cục trầm rất to và rất là thơm. Trầm đây là trầm cấy công nghệ của em Toàn nha. Đó, đây cả nhà nhìn dầu này, dầu của nó là rất đẹp luôn, dầu đẹp lắm cả nhà nha. Đấy, dầu đen thui luôn. Đây này được cấy 3 năm rưỡi rồi nha cả nhà nha. Đây này, cả nhà thấy nó óng ánh lên luôn không? Đấy, cái nước dầu mà khi mà cây gió, khi mà cái sớ trắng của nó thì nó không có gì, khi mình lên cái nước dầu ấy, đây cả nhà thấy không? Đó, lên dầu một cái là nó nhìn nó rất là đẹp. Đây này, gió trắng này, không có gì này. Đấy, sớ của nó cả nhà nhìn nha. Đó, và đây là cục trầm là mình được cấy và nó ra trầm đây. Đây là một cái cành, một cái chẻ nhánh đôi. Đấy cả nhà nhìn này, nó bóng lên này. Đấy, nước dầu rất đẹp. Đây cả nhà xem là những miếng bì này, những miếng bì này nó dòng nó ăn cũng tự nhiên, do mối này, do mối vô rồi nó ăn ở trong cái thân. Đấy, nó ăn bên ngoài đấy, và sau đó nó sẽ tạo ra những cái miếng trầm bì như thế này, thơm cực kỳ. Đây là những miếng trầm bì. Đây này cả nhà này. Đấy, dầu này cả nhà nhìn thấy không? Ok cả nhà nha, em Toàn chúc cả nhà có một buổi chiều vui vẻ nha. Cả nhà có nhu cầu đặt các cái bộ tỉa trầm đấy, các cái dụng cụ sủi trầm, thì cả nhà cứ liên hệ cho em Toàn. Đá mài như cả nhà nha, đây này, đá mài em Toàn cũng mài rãnh sẵn cho cả nhà luôn đấy. Những cục đá này, bên này này mài cào, bên này mài vấm đó, đá rất là đẹp. Riêng những cục đá này thì nó mài vấm mài cào là siêu bén luôn, đá ở Quảng Nam. Còn cái mặt bằng ở dưới này á, cả nhà sẽ tận dụng để mài dao. Đấy, mình mài dao, đặc biệt là dao inox ha, các loại dao, dao inox mình sẽ để mình mài, mình liếc. Đấy là
nó bén kinh khủng lắm. Đấy, bén là mình cắt đồ rất là sướng tay luôn. Ok cả nhà, em còn xin chào cả nhà nhé, hẹn cả nhà với những video tiếp theo nhé.